Olympic toán lớp 9 vòng 1 năm 2017-18, đích thứ hai. Bắt đầu này. 12 con giáp. Rắn. Giá trị thỏa mãn của x. Giờ cái này thì làm bình thường rồi. Huy động hai bên nhân chéo là 7x cộng 3 bằng 7x chia 7. X ở đây là cái kháng 1 là bình thường là 4x bằng chuyển 3 là 7 4x bằng 10 thì x ở đây nó sẽ là 10 phần 4 là bằng 5 phần 2 phần 2 này này ok số giá trị của x thỏa mãn x bình là 16x bằng cộng trừ 4 có hai giá trị số dương x thỏa mãn là x trừ 4 bằng 5 thì x sẽ bằng 9 còn nếu mà 4 trừ x bằng 5 để bằng trừ 1 thì giá trị dương thẳng là 19. Giờ bắt một phương trình là b a cộng b cộng c này bằng 0, a cộng b cộng c bằng 0 nhận nghiệm thì bậc nghiệm bằng 1, bậc nghiệm bằng c trên a là bằng trừ 4, 1 thì nó dương rồi, nghiệm âm là bằng trừ 4. Biết a bằng này, b bằng này, không đồng thời bằng không. Đây thì bây giờ nhóm cái b nó sẽ bằng này 49 ra ngoài, tức là 7 bình ạ. 49 nhân với xc mũ 2 cộng với y mũ 2. Đấy. Thì b chia cho a là bằng 49 thôi. Số đường chéo của đa giác tam cạnh là số đường chéo đa giác tam cạnh. Bây giờ các bạn tưởng tượng nha, đa giác mà có là cái số đường chéo ấy, thì bao giờ cũng bằng cái số đỉnh, cái số đỉnh trừ đi một, tại vì từ một đỉnh kéo đến các đỉnh còn lại là cái số đường chéo của cái đa giác thì thực ra có cái công thức là bằng n nhân với n trừ 3 tất cả chia cho 2. Đấy. N này số là số đỉnh cũng chính là số cạnh luôn. Đây thì ở đây là đa giác có 8 cạnh thì tương là 8 nhân với cả nhân với 5 chia cho 2 là bằng 5, 4, 20 20 cạnh à, 20 đỉnh 20 đường chéo ấy chính là bằng 20 đường chéo 8 cạnh. Ok, tính 100 cộng cái này chia cho mình trừ đi 2, 100 chia 1 cộng 99 chia 2. Đây các bạn nhìn cái 100 này, mình sẽ tách tách cái bên trái này 100. Ở đây là có 100 số này, từ 1 đến 99, thế nhưng có 100 số, mình tách 100 thành 100 thành phần. Mình có là 1 cộng với từng cái này. Đấy, thì ta sẽ có là A bằng này. Đây là 1 cộng với cả 99 phần 2. Chín tám phần ba cộng chấm 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 chia cho cái bên kia để viết lại cái đấy nhá. Thì bây giờ ta sẽ có cái vế trái này
đây hai cái này cộng với nhau là 101 1 phần 2 này. Cái này cộng với nhau cũng bằng 101 phần 3 này. Đều là 101 hết. 101 phần 2. Cái này sẽ nhanh. Cộng với 101 phần 3 cộng chấm 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 cộng 101 phần 100. Biến đổi đọc cái này thôi. Cái đằng sau vẫn giữ nguyên. Thì cái này mình sẽ đặt 101 ra ngoài. Ở trong nó sẽ bằng đúng cái này luôn này. Đấy, trong bạn để ý là 101 ra thì là 1 phần 2 này. Cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 4 đến 1 phần 101 luôn. Thì có phải là bây giờ sẽ có là A sẽ bằng là 101. Cái này bằng cái này thì chia nhau là bằng 1 rồi. Thì chúng ta 101 chia đi 2 rồi. Đấy, là bằng 99. Đáp số là bằng 99. Số dư khi chia đa thức x mũ 5 cộng 8 cho x cộng 1 là đây chia bình thường thôi. Nếu trước mình làm rồi bạn cần lấy bút ra chia bình thường, nó sẽ là x mũ 5 cộng 8 chia cho x cộng 1 nên là gọi x mũ 4 nhân lên x mũ 5 cộng x mũ 4. Ở đây còn trừ x mũ 4 cộng 8 tiếp bằng trừ đi 3, ta trừ đi x mũ 3 nên sẽ còn trừ x mũ 4 trừ x mũ 3, đây sẽ là x mũ 3 cộng 8, đây sẽ là cộng x bình phương x mũ 3 cộng x bình phương còn trừ x bình phương cộng 8 nên trừ x bình phương trừ đi x còn lại cộng 8. Một số dư là 7. Đấy, ở đây số dư sẽ là 7. Các bạn cứ đặt chia ra thức bình thường thôi, rất là đơn giản. Các số tự nhiên n thỏa mãn. Để cái này thì cứ giải bình thường, mất phương trình. Đây, khá nhiều thời gian mình sẽ dẫn bài này chi tiết. Mình sẽ là 10 này, trừ đi 15 n cộng với 42 cộng 3n 3n như n là một kèo này hơi khó nhỉ, có 3n lớn bằng 0. Ở đây ta sẽ có này, đây 15n với 3n bằng trừ 12n, chuyển đẩy nó sang bên phải nó sẽ là 12n nhỏ hơn là bằng, đẩy sang bên phải sẽ nhỏ hơn bằng 10 cộng 42 là bằng 52. N ở đây nhỏ hơn hoặc bằng 52 chia cho 12. Chờ tí, đây cái máy tính. Chia cho 12 bằng 13 phần 3 đổi ra nó sẽ là nhỏ bằng 4,3 4,33. Ở đây cái số tự nhiên là từ 0 đến 4 đúng không? Thì ở đây nó sẽ từ 0 đến 4 là có 5 số. Đây, có 5 số tất cả là 5 năm. Ok, cùng số x nhỏ không thỏa mãn này nè, nháp nha. Đây các bạn sẽ phân tích cái các cái mẫu này ra thành các cái nhân tử xem mẫu tập trung sẽ có mẫu tập trung cho giải phương trình. Đầu tiên từng cái một, thứ nhất này 9 này, 20 này,
nó sẽ bằng trừ 4 hoặc trừ 5 này. Cái phân số thứ nhất sẽ là 1 chia cho x cộng 4 nhân với cả x cộng 5 nó sẽ là cộng với cả 1, cái dưới nó sẽ giải ra dưới 11 này, 30 này, trừ 5 trừ 6 x cộng 5 x cộng 6 cộng 6 cộng với cả cái phân số này 1 chia cho 13 42 chia 6 chia 7 nó sẽ là x cộng 6 mà ta sẽ thấy như này x cộng 6 x cộng 7 chuyển hơn cái này là bằng 1 phần 18 đúng không? Đây, chuyển sang cái 1 phần 18 sang trừ 1 phần 18 bằng 0. Bây giờ mình quy đồng bình thường thôi, mẫu thức chung của nó sẽ ở đây nó sẽ là 18 x cộng 4 x cộng 5 nó tập trung này ở trên này, ở đây nó sẽ là x cộng 4 cộng 5 rồi, còn x cộng 6 nhân x cộng 7 đúng không? Mua cái chữ đấy nhé. Đây, cái này nó sẽ cộng với cộng 4 nhân với cộng 7 cộng tiếp với cả này còn với cộng 5 nhân x cộng 6 thôi. Trừ đi nguyên cụ này luôn. Nguyên cụ mẫu này còn lại 18. À đây còn 18 nữa. 18. Bây giờ mình giải cái này thôi. Giải cái này thì các bạn cứ nhân ra đúng không? Là x cộng 6 cộng 7 nó là x cộng 6 với x cộng 7 này, x cộng 5 x cộng 6. Bây giờ mình nhân tất cả này ra thì nó sẽ ra một cái rất là đẹp. Các bạn cứ giải bình thường ra thì x, một cái nó sẽ x sẽ bằng trừ 13 này, một cái là x sẽ bằng 2. Đấy. Sau khi ra cái này thì là ở đây đầu vào nó gọi là giá trị nhỏ hơn 0, nên là cái giá trị của nó sẽ là vòng trừ 13. Thời gian nó có hạn nên mình không thể làm kỹ được. Được thôi. Tóm lại kết quả của cái bài này là bằng trừ 13. Nếu a lớn hơn b thì
Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng? A là B. Cái này sai này. Cái này đúng này. Điều kiện xác định của phương trình x khác trừ 4 này, x khác 1 đây, x khác 1 ở đây, đây là x vẫn là khác trừ 1 này, x khác 1, x khác cộng trừ 1 là xong. Cẩn thận cái này là đồ bằng nhé. Giá trị của biểu thức C bằng cái này với trừ y bằng 2 là y trừ y bằng 2. Y trừ y bằng 2 thì tức là cái đây cái này luôn này. Để cho nhìn này. Đây cái C nó sẽ bằng y trừ y. Y trừ y tức là bình thường. Đấy. Trừ đi y trừ y mà x trừ y bằng 2 nên là chỗ này là 4 trừ đi 2 là bằng 2. Đấy, bằng 2 luôn. Nếu a cộng b bằng 6 và a mũ 3 trừ b mũ 3 bằng 0 thì a bằng đây phân tích cho thôi. A cộng B bằng 6. A 3 chia với 3 thì sẽ là thay tất cả đây cho nhanh. 3 đúng không? Thì bây giờ chỉ B ra. B bằng 6 chữ A. Đấy. Thay cái 6 chữ A này vào đây sẽ bằng A mũ 3 trừ đi 6 chữ A tất cả mũ 3 bằng 0. Giải cái phương trình này. Đấy, thì ta sẽ có này hiệu hay lập phương này, nhau ta sẽ là a trừ đi 6 chữ a thì nó sẽ là trừ 6, nó sẽ là 2a đúng không, trừ 6 nhân với cả bình phương thiếu của một tổng, bình phương thiếu cái bình phương thiếu này nó không quan tâm nữa. À, bình phương thiếu một tổng và ra nó lớn hơn không nên là mình chỉ quan tâm cái này thôi, thì a đây nó sẽ bằng 3 đúng chưa. Số giá trị của x để biểu thức đặt giá trị bằng 0 là này. Ý chỉ khác 2 x khác 2 mà x chỉ mũ 3 trừ 8 thì nó sẽ bằng x chỉ mũ x chỉ trừ đi 2 nhân với bình phương thiếu một tổng, mà bình phương thiếu một tổng như vừa nãy nói là bằng nào lớn không, chỉ cần có x chỉ 2 bằng 0 thôi, mà điều kiện là x khác 2 nên là cái này là phương trình này vô nghĩa, nên là không có giá trị nào. Biết y trên 2 cộng y trên 3 bằng 7. Vậy 3x cộng 2y này, cái này đi đâu này không? 3x cộng với cả 2y trên 6 bằng 7 thì nó sẽ bằng 7 nhân 6 và bằng 42. Đúng chưa? Bằng 42. Cho biểu thức
A bằng này với các số ABC khác không thỏa mãn. A cộng B cộng C bằng 0 thì giá trị biểu thức A bằng bao nhiêu? Quy đồng bình thường thôi. Mẫu thức chung là ABC thì biểu thức A sẽ bằng trên là đây cái này thiếu A đúng không? Thì A 3. Cộng với cả B 3 đúng không? Cộng với cả C mũ 3 ở dưới này, ở dưới này còn ABC không? Đấy. Khi mà các bạn phải biết là khi mà ABC này đấy, ba số ABC mà có A cộng B cộng C bằng 0 thì A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 sẽ bằng 3ABC. Để chứng minh thì cũng khá mất thời gian. Cái các bạn nên nhớ cái này nó sẽ hay hơn, mình không gặp bài này rất là dễ với các bạn. Về nói chung là tìm được và đẳng thức này giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì cái điều kiện này lúc mình biến đổi một công đoạn khá là dài 3ABC trên ABC đấy, nên là cái này nó sẽ bằng 3. Đáp án này tìm x biết cái này thì mình cứ nhân bình thường thôi. Phân tích luôn cái này là 35 x bình này. 35 x bình đây là 10x, đây là trừ 21x thì là còn trừ 11x, trừ x6 trừ tiếp 35 x bình cộng 35 x bằng 42. Đấy, bây giờ chia tiêu luôn đây, 35 x bình, 35 x bình hết, 35 x với 11 x thì nó sẽ là bằng 24 x. 24 x bằng 42 cộng 6 là bằng 48. Thì x ở đây sẽ bằng 2. Đấy, x bằng 2. Nếu x cộng 1 trên x bằng a thì x bình cộng 1 trên x bình bằng bao nhiêu? Đây, mình lại làm bình thường rồi. Lấy bình phương này này. Đấy. Thì ta sẽ còn là x mũ 2 cộng cả 1 trên x bình phương cộng với cả 2 nhân với x nhân 1 trên x, x nhân 1 trên x thì bằng 1. Đấy. Nên là chỉ là cộng với 2 bằng a. Đấy. Nên là cái này chính là cái này bằng a trừ 2. Cái này bằng a bình chia 2. Đấy. Bằng a bình chia 2 là kết quả này. Ok. Nếu ký hiệu n giai thừa là tích n số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n thì 10 giai thừa không chia hết trong cho số nào dưới đây? 10 giai thừa. Cái này có máy tính này. Các bạn có thể bấm máy tính luôn. Chia cho 19. Đấy, không hết này. 10 giai thừa chia cho 19 không hết. Thử 18 xem. 18 chia hết. 10 với 20 thì không phải bàn mà. Không chia trong 19. Thực ra thì đấy là dùng máy tính, còn các bạn cũng có thể suy luận là tại vì từ 1 nhân từ 1, 1, 2, 3, 1 nhân 2 nhân 3 nhân 10 thì trong khoảng đấy nó đã bao gồm số 9 và số 2 thì đương nhiên chia trong 18.
Số 2 và số 10 nên sẽ chia cho 20. Số 10 nên sẽ là 1 chia cho 10. Số 19 này rồi. Tìm kho báu này. ABC này thôi, phát biểu là không đúng. Tứ giác là đương nhiên đúng rồi. Hình bình hành cũng đúng rồi. Hình thang cũng đúng, chứ có hình vuông là chưa chắc. Mà chưa chắc là sẽ là sai. Nếu ABC là các số khác 0 và A bằng 2B, B bằng 3C thì A trên C bằng, hay bây giờ mình cứ rút C ra thôi, A có rồi, C bằng B trên 3 đúng không? C bằng B trên 3 thì A trên C sẽ bằng 2B. Đây. Sẽ là A trên C này sẽ bằng 2B trên B trên 3. Bây giờ B trên 3 thì mình phải đảo 3 lên đây thôi, đúng không? Thì ở đây là sẽ là 6B trên B, 6B trên B thì đương nhiên bằng 6, đúng chưa? Anh sẽ xem nào. 6, 6. Tiếp. Nếu x cộng y tất cả bình phương bằng 49 và x nhân y bằng 10 thì x trừ y tất cả bình phương bằng bao nhiêu? Đây. Biến đổi bình thường này. Này, x trừ y tất cả bình phương sẽ bằng x cộng với cả y, biến đổi bình thường. Cái này tôi đang làm nhiều thì các bạn sẽ biết, sẽ bằng x cộng y trừ y 4 x y. Đấy. Làm nhiều thì các bạn sẽ biết điều này, nếu không cứ biến đổi bình thường nó cũng sẽ ra rồi. Cái này là thêm bớt x, thêm bớt 2 y vào thôi mà, không có gì đặc biệt cả. Đấy, thì bây giờ mình thay cái kia vào đó, thay cái này vào này, x cộng y tất cả bình là bằng 49 trừ đi 4 lên 10 là 40, kết quả này sẽ bằng 9. Vậy là bằng 9. Ok. Tiếp này. Cho biểu thức A bằng với những giá trị x thẩm mạn trị tuyệt đối của x bằng 2 thì trị tuyệt đối x bằng 2 thì đây là mũ chán hết, nên là kể cả nó cho x bằng âm 2 hay là x bằng 2 thì cũng không như nhau đâu. Nên trị tuyệt đối y bằng 2 thì cũng cứ thay vào đây thôi, là 2 mũ 4 cộng với cả 2 mũ 2, 2 mũ 4 là 16, cộng 4 là bằng 20. 20. Ok. Tập hợp các giá trị của x thẩm mạn. X trừ 1 tất cả bình phương bằng này, bằng 2016. Trị tuyệt đối của x là nhập các giá trị đồng dạng nhân trị tuyệt đối của x trừ 1 đây. Bây giờ mình xét xc mà lớn hơn 1 lớn hơn 1 nhé, thì chỉ cần đổi của x viết luôn thì phương trình luôn này xuống dưới luôn chính là chỉ tuyệt đối của x bằng x trừ 1, cho cái này là bằng 1 này, gồm dấu bằng này. Ta sẽ có này x trừ 1
cộng 16 nhân với x trừ 1 trừ để x trừ 1 tức là bình hoặc không, người ta sẽ có là x gì trừ 1 là nhân từ chung x trừ 1 ra ngoài thì còn có 2016 trừ đi trừ đi x trừ 1 là tại vì x trừ 1 tức là bình thì bằng x trừ 1 nhân x trừ 1 mà, nên là cái này sẽ trừ đi x trừ 1 nhưng mà cả mặt thì sẽ cộng 1 bằng 0 thì ở đây x chỉ bằng 1 chấm phẩy x chỉ bằng 2017 đúng chưa. Trở thứ hai là x nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1 thì cái chữ tuyệt đối này nó phải bằng 1 chữ x, thì ta có là 2016 nhân với 1 chữ x, đặt vào dấu chữ x trước là biến đổi thành x trừ 1 rồi, chờ đi x trừ 1 tức là bình thường bằng không, lại đặt nhân từ chung x trừ 1 ra ngoài đây ra sẽ là trừ 2016 trừ đi x trừ 1 trừ x lại cộng với 1 đúng không bằng không, và đây nó sẽ là trừ đi nó sẽ là x gì bằng 1 và x gì bằng đây nó chính là 2015 trừ 2015 trừ x thì nó chính là 2015 cộng x đẩy vào trừ ra ngoài thôi thì bằng trừ 2015 đấy. Thì bây giờ mình sắp xếp vào đây nó sẽ là cái này trước này xong đến 1 xong rồi đến 2017 trừ 2015 chấm phẩy 1 chấm phẩy 2017 kiểm tra lại nhìn xem nào đây chuẩn luôn rồi x nhỏ hơn 1 thẩm mãn này x nhỏ hơn bằng 1 cũng thẩm mãn này nhỏ hơn 1 thẩm mãn đương nhiên cái này loại luôn tại vì là mình không xét bằng 1 nhưng mà mình không quan tâm tại vì bằng 1 ở trên này có mình vẫn đúng theo như này này cho nên ok này về đích nguồn được mình sẽ làm thêm cho hai câu này nữa xem nào điều kiện của x để a bằng cái này nhỏ hơn một là là 2x cộng 1 nhân 1 đúng không? Này thì mình sẽ chuyển trực tiếp con 1 này sang đây để cho nó nhỏ hơn 0 thì là sẽ là trừ 1 cái này nhỏ yeah. Tiếp theo này mình sẽ quy đồng con này này quy đồng bình thường x cộng 3 trừ đi 2x trừ đi 1 ở dưới là 2x đương nhiên phải x khác trừ 1 phần 2 rồi. Thế là mình thêm cái điều kiện này cái này nó sẽ là đây trừ đi x nên 2 trừ đi x nhỏ 0 2 chữ x nhỏ không thì ở đây x gì à, không ở đây này hai chữ x vẫn còn cái mẫu chữ x gì chữ 2 đảo luôn
số này, x trừ đi 2 này. Ở dưới là 2x cộng 1 này sẽ lớn hơn 0, tại vì là x thấy là 2 chữ x thì mình đảo của toán thì này phải đảo chiều của phương trình đúng không? Thì cái này nó sẽ lớn hơn 0. Đến cái đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách để xét cái này, nó sẽ khá là hay. Trước mình cũng dạy trong một cái video rồi, nên mình sẽ vẽ lại cho riêng cái này. Và để ý là đây là sẽ là một nghiệm là x bằng trừ 1 phần 2 và một nghiệm là x bằng 2 để cho nó xảy ra từ bằng 0 và mẫu bằng 0 này. Đây là bạn vẽ này với trục số này là trừ 1 phần 2 này. Hai x lớn hơn 0. Bạn thay vào đây, thay cho chỉ bằng 0 vào đây. Ở dưới mẫu nó dương và chuyển từ là âm. Mà thì cái này mang dấu trừ. Thay cái lớn hơn 2 vào đây. Thì cả từ của mẫu đều dương. Nên là mang dấu dương. Thay cái nhỏ hơn trừ 1 phần 2 vào đây. Là đủ thay vào âm 1 vào đây cả. Thì cả từ của mẫu đều mang dấu âm. Thì âm chỉ âm vẫn là dương. Nên cái này vẫn mang dấu dương. Ở đây là rộng lớn hơn là dương. Thì bây giờ mình sẽ lấy hai cái miền này. Đây, khoảng. Đây ta sẽ có là x nhỏ hơn trừ 1 phần 2. X lớn hơn 2. Mình hiểu. Này là bỏ đi này, này âm lấy bỏ đi, đấy, còn phần không gạch thôi là lấy. Cái này khá là hay. Đây, thì bây giờ mình nhìn vào đây cái nào đúng, đây cái này đúng đúng không? Ok, còn 7 phút làm nốt câu này này. Tính giá trị được thức A bằng biết. Này cái này thì các bạn để ý này đều là mũ chẵn này. Và bằng không thì đương nhiên phải tất cả các cái đồng thời bằng không. Mình giải các cái nghiệm, các cái phương trình như không. Cái này nha, đây là bình phương và dạng lớn bằng không này, cụ bộ cũng lớn bằng không, cái này mũ sao cũng lớn bằng không. Dấu bằng xảy ra khi tất cả đều bằng không, tức là x chỉ bằng 1. Y bằng 3 và z bằng 0. Nên là 2x cộng 3y cộng z bằng 2 cộng 9 cộng 0 bằng 11. Kết quả đây là 11. Ok, thôi về đích. Nào, đến đây là hết cái vòng thứ nhất lớp 9 năm 2017-18, nên là được có 290 điểm, là do cái câu cuối cùng lúc nãy này mình không kịp điền cái kết quả đây vào. Còn đương nhiên cái câu đấy kết quả bằng trừ 13, mình khẳng định là trừ 13 là đúng. Nếu bạn nào cần chi tiết về đấy thì comment thì mình sẽ giải thích chi tiết luôn. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh của mình sẽ up video sớm nhất có thể. Ngày kia là đã là có phòng mới rồi, các bạn đăng ký nhiều, comment nhiều ở lớp nào thì mình sẽ làm được đấy trước. Đương nhiên là vẫn sẽ làm hết, nhưng mà lớp nào nhiều hơn thì mình sẽ làm được đấy trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.